hy vọng là sẽ có cá chứ không cứ có cho nha các bạn. Ok các bạn ơi, mình kéo cũng đây gần xong lưới rồi các nhà. Đây các bạn thấy không, thành quả của mấy trâu lưới của mình vừa rồi. Ở đây mình đã nó cắn mình. Mình vừa được thêm một em mực nữa đây. Tắm
rồi gậy gộc nữa, rồi lệnh bà lệnh bày này kia tiếp lên kia các bạn. Đây đến mình cho các bạn nhìn lại quang cảnh tôi thương hùng trước. Lần kia là SLC các bạn. Đây là kia, đây là bến nhà mình. Đó. Thì hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với cái góc nhìn thứ nhất cho các bạn. Hơi khó nhìn một chút cho nên là các bạn hãy cố gắng theo dõi video như là ủng hộ Tùng bằng những cái lượt like, lượt chia sẻ nhá. Thì hôm nay mình ra khơi, trời rất là đẹp. Hy vọng là sẽ thuận buồm xuôi gió và mang lại những cái mẻ cá hết sức là tươi ngon. Đây, đây xin giới thiệu các bạn, đây là động cơ của mình nha. Đây động cơ mình là chạy vào đường thuyền của mình. Đây là con thuyền thủ công rất là nhỏ và có gắn thêm động cơ chạy rất là ok luôn. Đó, còn đấy là chiếc thuyền kia đang chạy đấy các bạn, là chiếc thuyền truyền thống đến hình của quê hương mình, chạy rất là đẹp luôn, nhìn rất là hoành tráng. Con của mình thì nó y như con đấy nhưng mà nó là mô hình mini nhỏ hơn, nhìn đánh bắt gần bờ thì các bạn. Họ đi đánh lưới khơi về nha các bạn. Căn bản là ở vùng biển quê hương mình thì cái lượng cá rất là ít, cho nên là để đánh được cá thì họ sẽ ra rất là khơi, thậm chí họ đi sang vùng biển vô tính khác để đánh nha các bạn. Đây, giới thiệu cho các bạn, đây là cái lưới của mình sắm nha các bạn. Đây là lưới trước, tôm còn gọi là lưới tôm Trung Quốc. Thì đây là vàng lưới của mình sắm để mưu sinh cũng như là đi quay đánh các cá trải nghiệm để tăng lên kênh YouTube cho các bạn xem nha. Các bạn đang theo dõi kênh của mình nhớ like như thế như là cho mình một lượt đăng ký kênh nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ tập trung chủ yếu là quay cảnh đi đánh bắt cá ngoài biển một mình, cũng như là test các chức năng của con thuyền của mình vừa mới đầu tư. Trước thì các bạn thì kênh mình cũng đã đăng một số cái video về đánh bắt hải sản tại vùng biển Sầm Sơn cùng những anh em trong tổng xóm. Thì khi đó thì toàn thể anh em rất là vui, khi buổi chiều thi thoảng tuần một vài buổi đánh bắt cá để cải thiện buổi chiều. Còn bây giờ thì mình chủ yếu là đi một mình để quay cũng như là phục vụ cái nhu cầu kiếm cơm hàng ngày của mình nha các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ thì mình cũng đã gần tới cái địa điểm mình thả lưới cho các bạn. Đó, thì hôm nay thì mình sẽ mang hai đầm lưới đánh cá, một đầm là vàng lưới tôm Trung Quốc và một đầm là lưới nổi nha các bạn. Ở bên mặn trong thì có rất là nhiều rác, nhưng mà ở cái khu vực ngoài khơi này thì mình thấy cái lượng nước rác trôi nổi rất là ít, và cảm giác như là ngày hôm nay là có cá nha các bạn. Trong một kia còn thuyền mình đang lênh đênh ngoài khu vực biển Sầm Sơn. Thường thì những ngư dân của biển Sầm Sơn mình ấy chủ yếu là người ta đi có một
bắt lưới vào buổi sáng thôi. Họ đi từ lúc 3 giờ sáng đến 7-8 giờ là người ta về rồi. Còn mình đây là chưa kinh nghiệm, cũng như là mới bắt đầu đi một mình, nên là mình chủ yếu là đi quay, như là đi đánh cá vào ban ngày nha các bạn. Từ bờ ra ngoài đây cũng chắc máy mình và thuyền cũng chạy mất khoảng 15-20 phút thôi các bạn. Động cơ đẩy thuyền của mình chỉ có 4,5 HP và mới hoàn toàn. Và bây giờ ok, bây giờ thì đã đến địa điểm thả lưới của mình và mình đã tắt động cơ và cho máy lên để mình thả lưới. Đó, mình sẽ gác cái máy lên cho nó nhẹ thuyền và bắt đầu thả lưới nha các bạn. Đây, mình sẽ thả cái vàng này trước và các bạn hãy cùng theo dõi Tùng thả lưới như thế nào nha. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, gió cũng không có nhiều, thoải mái, mình đánh luôn, mình vầy luôn. Đây cả nhà, đây là cái đầu lưới này, thì mình sẽ buộc vào cái dây cờ, buộc vào cờ để thả cái đầu trong và mình sẽ gạt thuyền ra đầu ngoài nha các bạn. Đây là vàng lưới nối đây, mình sẽ cho lên trên nào, trên thuyền này, trên mũi, rồi hy vọng nó sẽ không vướng. Sợ thấy em luôn. Đây, mình sẽ gạt là mé lên đầu trên nha các bạn. Hy vọng là nó sẽ không có cỏ. Thật sự là đi biển này được nhiều cá rất là thích, nhưng mà ngại nhất là cái gỡ cỏ, cũng như là gỡ ít đồ vặt vặt nha các bạn. Mình chỉ thích gỡ ra to thôi. Đây, bắt đầu mình thả lưới nha các bạn. Bỏ vô nào, khơi đóng lộng tiếc các bạn. Đấy, mình gạt lùi này thì lưới sẽ tự động chảy xuống dưới nha các bạn. Nhiều lúc nó mắc một chút thì mình sẽ nới nó ra và dụ cho lưới nó xuống nước. Mắc một chút, thì là cái lưới này mình chưa thao, cho nên là nó không được dành cho lắm.
Đó, các bạn thấy không? Ok nha các bạn, lưới mình cũng đã thả gần xong rồi. Cờ mình đang tiết mãi đằng kia các bạn, còn ít xải lưới thôi. Sẽ cố gắng gạt cho xuống hết dưới lưới. Khơi đống lộng tía nha. Ok các bạn, bây giờ là lưới mình đã thả hết xuống dưới nước rồi. Bây giờ là mình bắt đầu bỏ cờ xuống nha. Và chốc nữa mình sẽ đi đánh mấy treo lưới nổi này. Ok, bây giờ nhé các bạn, mình sẽ chạy lại cái đầu cờ đằng kia để kiểm tra xem nó có bớn có cỏ hay nó có vướng cái gì không cho an toàn nhá. Hỏi chốc nữa về gỡ cỏ thì hết sức là ngại luôn. Bây giờ mình sẽ nổ máy chạy lại đầu cờ đằng kia. Nước mà bây giờ thì vẫn đang rất là cháy các bạn, các bạn nhìn thấy cờ cả sôi sục 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 luôn các bạn. Ok, trước khi lại đấy thì mình sẽ châm nước tăng lực một chút mời các bạn nha. Máy động cơ của mình cảm giác nó có vấn đề nha các bạn. Nên kiểm tra xem nào. Sao đâu nhỉ? Xem là có bớn gì không? Rất có thể thấy được các bạn. Đó.
Theo mình thấy thì nó có một cái chút bấn bẩn thôi, bấn nhỏ thôi chứ không phải là bấn to. Để mình kéo thêm một chút nữa xem thế nào nào. Có vẻ như là sạch nha các bạn, vẻ như là sạch. Ok, mình kiểm tra đầu cờ rồi. Nước rất là chảy và lưới sạch, không có rác. Thì bây giờ thì mình sẽ di chuyển thuyền lên nha, đầu trên nha các bạn, đầu trên trong này để đánh lưới nổi, xem có cá đi nổi không. Mặt mặt biển thì có một số que rác trôi lủng ngổn ngang trên mặt biển, hy vọng là nó ít và có cá nha các bạn. Sự cố hy hữu. Ok, xin chào các bạn nha. Thì hồi nãy thì mình di chuyển thuyền lên đầu kênh kia để tính là đánh một vàng lý nối này. Nhưng thì hình là rác trôi trên mặt biển rất là nhiều, cho nên là mình không đánh lý được nha các bạn. Và mình thả trôi để chỉnh lại cái máy. Và bây giờ thì mình sẽ chạy lại đầu cờ kia bắt và nêu tại đó nha các bạn. Và cái vắt lưới này thì mình sẽ để nâm gần một tiếng để lâu một chút, chờ cá đóng thì mình sẽ kéo lên nha, quay cho các bạn xem nha. Hồi nãy cái máy này của mình này, gặp một chút vấn đề, nhưng mình vừa mới sửa lại rồi, cứu như nó bị e sang tắc xăng các bạn. Xăng bơm phun xuống không đều. Đó, ok ngay. Ok, mình sẽ cố định cái đầu này trên thuyền và
để cho cái cờ giữ cái thuyền nha các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ cố định ở đây và chốc nữa mình sẽ cứ kéo lưới từ đầu đây thôi các bạn. Hello, xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà quay trở lại với kênh Đình Tùng TV nha. Và ngày hôm nay thì mình đang đi thả lưới và quay một cái chủ đề cũng không phải là mới trên kênh. Hiện tại thì mình đang nghỉ chờ phát lưới để mình kéo. Và tiện thế đây thì mình giới thiệu qua chiếc thuyền cũng như là cái bộ nghề mà mình ra khơi nha. Các bạn đang xem kênh của Tùng thì nhớ cho Tùng một lượt like, một lượt chia sẻ cũng như là một lượt đăng ký kênh nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Ok các bạn, bây giờ thì cũng đã tới giờ là mình kéo lưới rồi. Thì bây giờ là mình sẽ chuẩn bị dọn dẹp lại cái khoang thuyền và bắt đầu thu lưới nha các bạn. Hy vọng ngày vắt lưới này sẽ mang lại những cái thành quả tích cực cho buổi đi lưới đầu tiên của Tùng. Cho lên tiếp. Hôm sau mình không đi đánh thì mình đi. Ok, hiện tại đầu cờ thì chưa có gì cả. Hy vọng là chốc nữa có cá. Sạch lưới nha các bạn. Nhưng mà không biết có cá hay không. Đợt này mưa rất là nhiều. Nước lụt trôi xuống khá là nhiều luôn. Cho nên là cũng có sự ảnh hưởng tới những con cá ở gần bờ. Đây các bạn này, được con cá đầu tiên, nhỏ nhắn xinh xắn nha các bạn. Tạm thời để đi. Đây là con trãi nha các bạn. Trái mùa này thì đang nhỏ và trái đây nó áp vào bờ mấy hôm nay rất là nhiều. Lưới các chú trong xóm mình đánh cũng khá là nhiều. Trái khơi thì nó to hơn nha các bạn. Được một đôi cá. Thật là trớ trêu thay. Đây các bạn nhé, mình đánh được, bỏ bao nhiêu công sức đánh được con cá này mà không hiểu vì sao cái con gì nó láo vậy, nó ăn mất phần đầu của con cá này rồi. Thật là trơ trẽn.
Hôm nay toàn cá này thôi cả nhà ơi, không có con gì to 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 ra. Cả nhà ơi, vừa nhắc tới là không có con gì to to hơn thì đây được hai em to. Con này này, con hai em to này, con này thì ok này, ăn rất là ngon thơm này đó. Còn con này thì chủ yếu là để thay gói nha cả nhà. Đó, to nhìn to vậy nhưng mà thịt rất là nhão và nhiều xương nha cả nhà. Còn một em trái nữa. Em trái này nó bị con gì nó đánh nó cắn này, nát hết người rồi. Mình báo luôn. Cả nhà đang xem kênh của Tùng thì nhớ cho Tùng một lượt like, một lượt chia sẻ cũng như là một lượt đăng ký kênh nha cả nhà. Cả nhà ơi, một em cá khoai đỏ hồng rực rỡ nha các bạn. Cá này rất là giá trị luôn. Mà cá này nếu mà tiết ra thì đánh được cá này về bán rất là được nhiều tiền luôn này. Sáng tầm 4-500 một kg nha. Loại này loại nhỏ thì nó tầm 300. Còn nó mà to thì tầm 5-600 nhá. Khi tiết ra mà những ngày thường thì tầm 350 một kg nha các bạn. Cá này thì cá nó ăn gọi là cá khoai nấu lẩu hay là nấu lát rất là ngon luôn. Bạn ơi, một em úp đùn nữa. Mẻ lưới này của mình có khả năng là đạt cá nha cả nhà. Nãy giờ mình kéo thác này rất là nhiều cá luôn này. Cả nhà biết đây là con cá gì không? Mồm này, mồm nó há hốc này, răng này, cá nóc nha các bạn, nóc nha. Các bạn thấy không? Đấy. Cho mày sống luôn. Cá này trước thì ngày nhỏ mình đã ăn rồi. Nhưng mà cá này ăn rất là thịt rất là thơm, nhưng mà mình có ít quá mình chỉ chả lấy, chả bỏ, cho nên là mình bỏ cho nó sống luôn. Ok, một em trái mén. Gì vậy? Mình vừa mới thả ra nó đóng vào lưới của mình nữa hay là con khác đây kênh cả nhà? Đó, các bạn thấy không? Khổ thật. Hình như con khác cả nhà, con này to hơn. À, con này thì mình để lại.
Đây các nhà ơi, đây là được hai em cá mòi các nhà, cá mòi sông này, mòi biển này. Cá này ăn gói rất là ok nha các nhà, nhưng mà giá trị kinh tế thì nó không được cao lắm. Chứ nếu mà cái loại to hơn nữa thì bán ra tiền, nhưng mà cái loại nhỏ quá. Cá mòi này có loại con tầm 4 ngón tay nha các nhà, con này chỉ bằng 2 ngón tay, đang nhỏ. Cả nhà ơi. Cả nhà ơi, mình phải làm gì đây? Một em trái. Yeah. Ơi tạm thời bỏ đấy. Đây, ba em trái đóng một lượt cho các bạn này. Đó, thấy các bạn thấy không? Nó lại là ăn cá của mình này. Đáng đời giờ mày dính lưới như của mình đi. Đánh loại trái này thì nó rất chi là hại nghề nha cả nhà. Đó. Bán là không thể nào cách nào để mà lần nó ra được, chỉ có cách là khom nó ngửa nó giật ra thôi cả nhà. Cả nhà ơi, được một em tôm nữa này. Tôm á, được nhiều, được tầm khoảng hơn 1 kg thì bán ra tiền nha các nhà. Cứ một vắt lưới mà có ít đồ này một tí này, đồ kia một tí là bán ra tiền đó. Nãy giờ thì mình kéo cũng đã hơn 1 trâu rồi các bạn, 1,5 trâu rồi nha. Lưới của mình thì có 6 trâu thôi. Gì vậy cả nhà? Thật sự là chưa bao giờ mình đánh được cá nóc nhiều như thế này đâu. Xem có con gì khác nào. Ôi giời, vẫn trái nha cả nhà. Đây, các nhà ơi, úp nha các nhà. Con này lống to hơn mấy con kia này. Trời, cả nhà ơi, hai em tuyệt vời. Đây là cả nhà này, có nha cả nhà. Rác trong sông trôi này, bèo này. Mặc quả lưới này, ít thì gỡ được, nhiều rất khó gỡ. Đó. Cả nhà ơi.
một rúm này, chả nóc này, chải này, úp đù này, nát thích nghề rồi các bạn ơi. Kiểu như là một con cá đóng á, thì ít con trái nó lại nó tính là sơi con cá của mình á, nhưng mà ai dè là dính lưới của mình luôn. Tôi chừa cái mặt đi, cam tội là không làm mà đòi có ăn. Hôm nay nóc rất là nhiều nha các nhà, mình được tầm 2-4-5 con nóc rồi. Tai hại. Ok các bạn ơi, mình kéo cũng đây gần xong lưới rồi các nhà. Đây các bạn thấy không, thành quả của mấy trâu lưới của mình vừa rồi. Ở đây mình đã được ăn mình vừa được thêm một em mực nữa đây. Cá đây các nhà. Này không có nhiều cá to nha cả nhà, chủ yếu là mấy con cá vặt thôi, kém cá lắm cả nhà ơi. Cô nhà ơi, được một em cá úp đấy nha. Thật sự là cá mùa này rất là kém nha cả nhà, nước ngọt nhiều quá, cá nó lần ra khơi hết rồi. Thế hôm nào mình sẽ ra ngoài khơi hơn và ra lên một chút. Up. Ôi, cái nhà ơi, được thêm hai con cá úp nữa này. Cá này mới đóng luôn nha. Cái này là đầu cờ nó mới quét được nha. Rất là phê luôn. Chưa được có con nào ngoại cỡ. Có loại úp đấy mà úp mái to con 3-4 cân nha cả nhà. Đây là úp nhỏ.
Hy vọng là trong quãng thời gian mình quay video chia sẻ về cuộc sống dân biển cũng như là những trải nghiệm trên biển bằng nghề lưới thì sẽ có những cái dịp mà đánh bắt được những cái loài cá to để cho các bạn chiêm ngưỡng nha. Sự là mình rất khoái là đánh những cái loại cá như vậy, nhưng mà căn bản là mình chưa có kinh nghiệm đánh nhiều. Người ta đi nghề có thâm niên đấy cả nhà, thì họ có được cái kiến thức và kinh nghiệm về con nước cũng như đặc điểm các loại cá đánh như thế nào, lưới gì, thì họ đánh rất là nhiều luôn. Còn mình là nghiệp dư, tay ngang bước vào nghề nha cả nhà. Đó. Có nha cả nhà này. Có. Rác. Rồi, cái rác này chốc nó về mình ban lại. Cả nhà ơi, đó, thấy đầu cờ chưa các bạn đâu, đầu cờ nó quét này, được mực này, cá này, ô tự nhiên là mặt trời này lại lấp qua những cái màn mây, nó tối han trời luôn. Đấy, các bạn thấy cờ không? Nước buổi chiều hôm nay rất là êm nha các nhà. Không có sóng to, gió rất là du dương luôn. Mát mẻ. Được, mấy con này tí mình cứ phải bữa sau. Sợ. Ok cả nhà ơi, mình đã thu lưới xong. Ok. Đây, cả nhà thấy không? Thành quả của mình đó. Cũng khá nhiều nha cả nhà. Đây này. Đó. Mực cá tôm này. Chải ghẹ này. Sai lầm là khi mình để lưới vậy là mấy con chải nó đóng lại rồi. Đó. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ thu cờ nha các nhà. Và mình sẽ chạy về bến. Rồi, bến mình đây. Thì đây chạy vào đó khoảng tầm 15 phút thôi. Hôm nay là một buổi chiều. Cũng khá là nhiều cá nha các nhà. Như thế vẫn là ok nha. Đó, còn đầu ngoài đây thì rác đang trôi lênh ba lênh bênh ạ. Đó, các nhà thấy gì không?
rất là nhiều rác luôn. Ok, bây giờ thì mình bắt đầu khởi động để về bến nha cả nhà. Ok.